Chào các bạn, đây là cái Garmin Vivo 2, cái thiết bị đeo theo dõi sức khỏe của Garmin thế hệ thứ hai. Thì đây là cái thiết bị rất đặc biệt, nó có pin có thể sử dụng được 1 năm, màn hình luôn sáng, có thể đo khoảng cách bước chân, thể hiện giờ như đồng hồ và có thể sync với lại iOS và Android. Thì nếu mà các bạn là một người mà thích tập thể dục thì đây là cái thiết bị mà quan trọng của các bạn, bởi vì các bạn không còn tắm pin nữa, pin sử dụng 1 năm lận. Rất là nhiều màu sắc đẹp đó, nó cái cơ bản thì nó vẫn giống như thiết bị đeo tay kiểu khác là có cái nhân ở giữa, còn cái vòng đeo ở bên ngoài chúng ta có thể thay được nhiều màu sắc khác nhau. Garmin là công ty chuyên sản xuất những thiết bị GPS dẫn đường, và Vivo Fit là một trong những cái thiết bị đeo theo dõi sức khỏe của họ. Hiện tại mình xin lỗi, trước đây mình có sử dụng cái Fitbit Flex với lại Fitbit Charge, thì nó có kích thước tương tự như vậy, đẹp hơn chút xíu nhưng pin nó chỉ được khoảng 1 tuần. Với cái Garmin Vivo 2 này thì pin 1 năm thì điều đó rất là quan trọng. Mình nghĩ rằng nếu mà ai không quan tâm đến kiểu như là đeo cho nó có cái để đeo màu mè, thì đây là cái để mà theo dõi xem là những hoạt động bình thường của chúng ta, là chúng ta sống đã lành mạnh chưa, chúng ta đã đi bộ đủ chưa và chúng ta đã ngủ ngon chưa. Cái này đã theo dõi cả sức với giấc ngủ luôn. Giá của nó là khoảng 100 đô. Xin cảm ơn.